Sáng nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì phiên họp giao ban Ủy ban Nhân dân tỉnh với các thành viên để xem xét, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp năm 2024 và dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023. Dự kiến kế hoạch năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Theo số liệu Tổng cục Thống kê ước tính, năm 2023, kinh tế của tỉnh Hưng Yên tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao so với mức bình quân cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,76% vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách ước đạt 33.000 tỷ đồng, đạt 144% so với dự toán giao. Vốn đầu tư phát triển tăng cao, nhiều dự án phát triển kết cấu hạ tầng, khu đô thị, dự án sản xuất kinh doanh lớn, trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và chính sách an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai sâu rộng. Quốc phòng quân sự địa phương được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy vậy, dự thảo báo cáo cũng nêu rõ một số khó khăn của tỉnh trong năm 2023, như giá trị sản xuất công nghiệp chưa đạt kế hoạch đề ra, khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp và nền kinh tế gặp khó khăn, tiến độ thi công một số dự án xây dựng công trình giao thông còn chậm, tiến độ công tác lập quy hoạch, lập chương trình và thực hiện chương trình phát triển đô thị cho từng đô thị còn chậm. Một số ngành lĩnh vực chưa chủ động tham gia chuyển đổi số, giáo viên bậc mầm non tiểu học còn thiếu so với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, nhìn chung tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 của tỉnh đạt kết quả còn thấp so với kế hoạch vốn được giao. Tính đến hết tháng 10 năm 2023, giải ngân được trên 6.900 tỷ đồng, đạt gần 58% so với kế hoạch Thủ tướng giao. Dự kiến, giải ngân cả năm đạt khoảng gần 92% kế hoạch vốn giao. Tại phiên họp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham gia góp ý vào hai báo cáo dự thảo như cần rà soát cập nhật số liệu, bổ sung kết quả tỉnh đạt được trong các lĩnh vực cải cách hành chính, đặc biệt là việc triển khai đề án 06, các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư của tỉnh, cần bổ sung thêm các giải pháp để kéo giảm tình trạng tai nạn giao thông và nhiệm vụ giải pháp tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023-2024. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn khẳng định, năm 2023, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã vào cuộc tích cực để có được kết quả tăng trưởng tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu của toàn quốc. Đồng chí yêu cầu đẩy nhanh thực hiện giải phóng mặt bằng, rồi tính tiền đất ở các khu công nghiệp và các đô thị hiện hữu đang triển khai để tạo nguồn thu lớn cho tỉnh, thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nhà nước năm 2023 và dự kiến năm 2024. Các đồng chí phải rất lưu ý cái này. Đến bây giờ ta mới giải ngân được khoảng 57% thì quá thấp. Các đồng chí cam kết thế nào các đồng chí phải làm thế. Ý thứ hai là về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn mà phân bổ cho năm 2024. Tôi vẫn yêu cầu nhắc các đồng chí tiếp tục rà soát. Nếu có ý kiến gì thì khẩn trương làm văn bản gửi cơ quan các đầu tư để các đồng chí tiếp tục phân bổ. Xem là có công trình nào thật cần thiết, thật thiết yếu thì tiếp tục đề nghị tỉnh đưa đầu tư các dự án đó. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo nghị quyết quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tờ trình về việc ban hành nghị quyết quy định chức danh số lượng, một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và một số nội dung liên quan khác.